Em xin chào tất cả các anh chị Hoa Lan nha. Hôm nay vườn em Hạnh có một cây Intermedia Lailobata nở nè. Em mà làm cái clip quay cho anh chị mình cùng ngắm. Hôm trước em cũng có bán cái mặt hàng này nè, nhiều anh chị mình cũng đã mua rồi á. Thì hôm nay có cây hoa nở, em làm một cái clip cho anh chị mình cùng xem ngắm hoa thực tế của nó nha. Đây, một lu nè, bịt cánh lu đậm nè, lưỡi lu đậm nè. Đó, nhìn rất là cưng luôn nha anh chị. Đó, hoa này nó nở, cây này là cây nó cho hoa bó cho nên là hoa nó cũng chưa có được xuất sắc lắm đâu. Nếu mà mình trồng thuần á, cây hoa nở lần thứ hai thứ ba nó sẽ đẹp hơn nha. Đó, Intermedia Lailobata, đó hai cây nó lai với cây blue, nó ra một bộ màu blue rất là đẹp nè. Đấy, anh chị nào mình mua hàng của em rồi thì mình cứ yên tâm nha, cây đang nở tại vườn đây, chậu cây đây. Đó, những anh chị nào mình mua rồi thì mình nhìn thân lá mình chơi á, thì mình nhìn thân lá thì mình sẽ biết được cái cây nó là cái cây loại gì nha. Đó, mình chơi lâu dài thì mình sẽ nhìn thân lá thì mình sẽ biết được cái mặt hoa của nó. Đó, chậu cây em bán cho mình đó, đây là cây cùng lô nở nè. Trước đó cũng nở vài lần rồi mà không có làm clip được quay cho anh chị mình xem á. Thì hôm nay có cây nở nè, để em để nụ nở làm cái video lên quay cho anh chị mình cùng xem để mình mua hàng mình yên tâm hơn nha. Đó, rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, Intermedia Live với Lobata. Đó, bịt cánh một lưu đậm này nhìn rất là cưng nè, lưỡi nè. Đó, này hoa chùm nha anh chị, là do cây này cây nở bó cho nên nó nở được có một hoa thôi. Đó, anh chị mua hàng là mình yên tâm chuẩn giống chuẩn màu cho mình rồi nha. Nó rất là đẹp luôn, nhìn rất là cưng đó. Mình chơi những cái dòng hoa lạ lạ như thế này nè, rất là đẹp. Nó về mình trồng á, nếu khi mà mình đã trồng thuần một chậu lớn rồi á thì cây nó sẽ ra hoa, nó sẽ ra một chùm rất là cưng đó, những cái chùm màu hoa lạ lạ như thế này nè. Mình chơi hoa mình sưu tầm nhiều cái giống hoa lạ đặc sắc để mình chơi cho nó đẹp nha anh chị. Nó rất là cưng luôn. Đó, cuối năm được một cái màu hoa nở để quay clip lên cho anh chị mình sưu tầm mình cùng ngắm. Đó, anh chị mình sưu tầm ai mà mình chưa có cây này á thì mình cứ liên hệ Zalo 0933124422 của em để mình đặt hàng mình mua nha. Nó rất là đẹp luôn, rất đáng để mình sưu tầm. Chúc tất cả các anh chị mình ngắm hoa thật là vui vẻ nha. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.